Xin chào quý vị các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của Thái Long Auto nhé. Một trong những chiếc xe thuộc phân khúc SUV cực kỳ nổi tiếng, mẫu xe Toyota Land Cruiser phiên bản V8, động cơ 4.6 lít anh em nhé. Chiếc xe sản xuất 2016, ngoại thất màu đen, nội thất kem, cực kỳ đẹp. Trong những cái mẫu xe được đánh giá là bền bỉ, cùng top trên thế giới anh em nhé. Chiếc xe của Thành Long Auto chúng tôi đang chào bán với mức giá là 3 tỷ 269 triệu đồng. Xe lăn bánh 6 vạn 1 km, biển thành phố anh em nhé, hồ sơ rút sẵn cầm tay. Xe nhập khẩu nguyên chiếc tại Nhật Bản, xe cực kỳ là đẹp, nguyên bản, chưa từng đâm đụng tai nạn ngập nước, động cơ hộp số zin hết anh em nhé. Sau đây mình sẽ tả một số những chi tiết trên xe để chúng ta cảm nhận được chiếc xe này nó chất như thế nào. Đầu tiên là chúng ta có thể xem bộ lốp của xe. Chiếc xe này chạy hơn 6 vạn km cho nên là lốp của nó còn nguyên zin theo xe anh em nhé. Đấy. Lốp này là sản xuất vào tuần thứ 5 của năm 2016. Chất lượng lốp hiện nay vẫn còn rất là tươi mới, các cái gai của nó vẫn còn rất là đẹp, sắc nét. Đấy, chưa hề có cái dấu hiệu là đi điều, đấy, bị nhầu lốp hay nát lốp cả, rất đẹp luôn. Những cái lòng rè của xe rông nó vẫn còn rất là mới, có thể hiện là chiếc xe dưới km rất là chuẩn chỉnh, la răng sáng bóng đều, không có vết xước anh em nhé, không có vết xước, chỉ có cái màu là hơi nhám cái thời gian thôi. Đấy. Cụm đèn đôi của Toyota Land Cruiser, cụm đèn rất đẹp, sáng bóng luôn, trong suốt, rất mới. Cái xe đi nhiều thì toàn bộ những cái bề mặt của chiếc đèn này nó sẽ bị nhám vàng theo thời gian. Tuy nhiên là một chiếc xe lướt đi ít ở chất như thế này thì cái chất lượng của đèn thì gần như là còn rất là tươi mới. Đèn đôi, bóng xê đông anh em nhé. Đấy, mặt ca lăng cũng thể hiện cái sự uy tín của chiếc xe rồi, cực kỳ đẹp, với nhiều thanh nan ngang. Chiếc này cũng đã được lên bộ body kit anh em nhé. Nếu mà nhìn kỹ chúng ta thấy rằng chiếc Land Cruiser này đã được lên một bộ body kit cản trước cản sau. Đấy, gồm những cái thanh chrome kéo dài hai bên, cực kỳ đẹp. Xe có cả rời đèn pha tự động anh em nhé. Đây là phần thân xe của chiếc Land Cruiser nhé, rất là đẹp đều, không có cái sự biến dạng từ cánh cửa, thay tai hay phần hông xe, tất cả đều nguyên zin hết. Xe được trang bị cả bật rửa chân anh em nhé. Phần đuôi xe của chiếc Toyota Land Cruiser, chúng ta thấy rằng cái phần thiết kế của nó cũng rất là sắc nét, cứng cáp. Cụm đèn to lớn, rất là thể hiện rõ cái sự hầm hố của xe. Xe là lắp cái bộ cản sau, có cả cái phần kéo cứu hộ, logo Land Cruiser. Động cơ V8. Điều rất hay là chiếc này được nâng cấp cốp điện tự động anh em nhé. Được chủ nâng cấp là cốp điện tự động. Khoang sau của chiếc Land Cruiser thì thực sự rộng rãi rồi. Đấy, chúng ta thấy không? Để rất là nhiều những thùng đồ mà vẫn còn rất là nhiều những không gian để đồ khác. Ta chỉ cần bấm nhẹ ở đây là chiếc cốp sẽ tự chuyển động. Những option rất là hay mà chủ cũ mới độ anh em nhé, đó là cửa điện cốp, tức là cửa hít tự động. Đây, chúng ta mở lại cùng xem lại nhé, cửa hít tự động với chiếc xe Toyota Land Cruiser này. Đấy, xe được trang bị cửa hít tự động luôn. Chúng ta cùng tiến vào khoang nội thất của xe. Đấy, chúng ta nhìn thấy không, đây là camera 360. Đấy, trên chiếc xe này cũng đã được độ thêm. Đấy, rất là xịn. Đấy, bao gồm cam trước, hai cam hai bên và cam sau. Đấy, mặt đồng hồ truyền thống của Toyota Land Cruiser. Đấy, rất là rõ nét. Thể hiện là số km 6.184.1, 61.841 km anh em nhé. Đấy, vô lăng rất đẹp, ốp gỗ trên. Đấy. Các cái chi tiết từ tay nắm cửa còn rất là tươi mới, không hề có những cái vết xước xát nhiều. Đấy, hay những cái phím lên xuống kính, phím bấm mở khóa hãng còn nguyên zin, sắc nét. Đối với những chiếc xe sử dụng nhiều, đi nhiều thì không có cái sự sắc nét như này. Đấy. Đấy, rồi một số những option khác nữa rất là đều đẹp. Màn hình được nâng cấp, màn hình lớn, to tát rõ ràng. Đấy, Land Cruiser cần số đẹp zin theo xe anh em nhé. Đấy, mình sẽ zoom sát để cho anh em thấy rằng là chiếc xe Land Cruiser nó mới như thế nào. Các cái phần gài cầu, rồi chuyển chức năng, hộp lạnh. Đấy. Hộp lạnh trên xe. Đấy, rất là ok anh em nhé, đầy đủ hết. Ghế của chiếc Toyota Land Cruiser là ghế nội thất màu kem, ghế da zin theo xe. Đấy. Một trong những chiếc xe cực kỳ chất lượng mà Thái Long Auto chúng tôi nhập được. Đấy. Trang bị cả camera hành trình anh em nhé. Bộ camera rất xịn. Cái này thì sẽ tặng luôn cho các quý vị khách hàng luôn. Đấy, nhìn sâu thêm về xe có cả thêm chức năng còi hú nữa. Đấy. Đây có cả đàm còi hú ở đây luôn. Rất là ok luôn. Đấy, các bạn thấy không? Xe rất đẹp, rất xịn. Có hàng là dao luôn, logo Toyota trên mặt còi. Hiện nay chiếc xe này mình đang chào bán mức giá là 3.269.000.000 đồng anh em nhé. Một trong những mức giá hết sức hợp lý của dòng Toyota Land Cruiser. Đấy. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với lại Thái Long Auto nhé, để trải nghiệm xe và đến tới mua bán. Đấy. Chúng tôi hỗ trợ đổi các xe. Đấy. Xe thì hỗ trợ cả ngân hàng, vay 70-80% giá trị xe. Đấy. Trân trọng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip. Đấy. Hẹn anh em ở những clip khác.